Thưa quý vị, nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với công tác đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của nhà nước, ngày 30 tháng 3, Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan tỉnh Bến Tre đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Viraka Muthitabon, Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Bến Tre tham dự đại hội. Sau hơn 7 tháng vận động, Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan tỉnh Bến Tre có 90 thành viên chính thức là công dân Việt Nam đã và đang sinh sống và làm việc với tỉnh Bến Tre, có nhiệt tình, khả năng, điều kiện tham gia công tác hội và có một trong những điều kiện như quan hệ đối tác với Thái Lan đang thực hiện các chương trình, dự án tại Thái Lan hoặc tại Bến Tre. Tại phiên họp thứ nhất, đại hội đã thông qua dự thảo điều lệ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ. Đại hội cũng đã hiệp thương và đề cử Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 ủy viên, trong đó Ban thường vụ 5 vị. Ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Ông Trương Minh Nhật, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre cho biết, Thái Lan là một trong 10 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong các nước ASEAN. Đến nay đã có 17 tỉnh, địa phương hai nước ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa. Hiện có 8 dự án của doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư tại Bến Tre, gần 200 triệu USD, chiếm tỷ lệ 18% tổng vốn FDI trên toàn tỉnh. Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Viraka Muthitabon chia sẻ, Bến Tre là một trong những tỉnh quan trọng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có đầu tư của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực và có nhiều người Thái đang sinh sống. Mong rằng quan hệ hợp tác bền chặt giữa Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan tỉnh Bến Tre và cộng đồng người Thái, doanh nghiệp Thái tại tỉnh sẽ góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Bến Tre là địa phương thứ hai tại Việt Nam thực hiện dự án phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn môi trường khu vực ven biển mà Thái Lan sẵn sàng chia sẻ. Tất cả cho thấy quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục được xúc tiến trên nhiều phương diện hơn nữa trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước góp phần đưa Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế. Việc thành lập các hội hữu nghị song phương như Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan tỉnh Bến Tre rất có ý nghĩa trong tình hình mới, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bến Tre trong giai đoạn Bến Tre đang phục hồi và phát triển kinh tế và với tầm nhìn dài hạn giai đoạn 2021-2030, Bến Tre muốn trở thành một tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng top 30 của cả nước. Do đó, đòi công tác huy động nguồn lực để đầu tư phát triển là vô cùng cấp bách. Vì vậy, việc tăng cường các hoạt động thương mại đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bến Tre. Sau đại hội này, tôi cũng rất mong Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan tỉnh Bến Tre với mục tiêu tôn chỉ, phương hướng hoạt động cố gắng hoạch định ra các vấn đề mang tính cốt lõi. Một là thể hiện sự tình đoàn kết hữu nghị hòa bình và giao lưu giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung cũng như giữa tỉnh Bến Tre và các tỉnh của các thành phố của Thái Lan nói riêng để nhằm mục tiêu vừa giao lưu văn hóa hữu nghị đoàn kết vừa tăng cường thương mại đầu tư. Đối với thành viên ban chấp hành hiệp hội với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng đoàn kết, năng động trong lĩnh vực hoạt động của mình, góp phần cùng với đại hội để chúng ta đề xuất các chương trình hoạt động cho nó phù hợp, đặc biệt là chủ động đề xuất và phối hợp với các tổ chức Thái Lan, các nhà đầu tư Thái Lan tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia, giữa tỉnh Bến Tre và các tỉnh thành của Thái Lan trong tương lai. Tôi hy vọng rằng Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan tỉnh Bến Tre cũng là nơi tiếp nhận và phản ánh các cái ý kiến của các nhà đầu tư Thái Lan. Với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi. Tuy nhiên, thì trong quá trình hoạt động và đầu tư tại Bến Tre, chúng tôi luôn lắng nghe, luôn tiếp đón một cách chân thành, vừa phục vụ lợi ích không chỉ của nhà đầu tư mà cũng là lợi ích của tỉnh Bến Tre. Do đó, thành công của các nhà đầu tư Thái Lan tại tỉnh Bến Tre cũng là thành công của tỉnh Bến Tre.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan với mục tiêu tôn chỉ phương hướng hoạt động, hoạch định các vấn đề mang tính cốt lõi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu giữa Việt Nam Thái Lan, đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng lãnh sự quán cùng với các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phát triển hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng với Thái Lan.